Tại câu lạc bộ Villa Thanh Tú huyện Trảng Bom, 72 cầu thủ đến từ các địa phương trong tỉnh Đồng Nai và các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia thi đấu giải Villa huyện Trảng Bom mở rộng năm 2019 với nội dung carom ba băng trên bạc lớn theo thể thức loại trực tiếp. Đây là hoạt động được ngành thể thao Trảng Bom duy trì hàng năm, giúp các cầu thủ có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa do chính doanh nghiệp trên địa bàn huyện tài trợ. Giải đấu năm nay số lượng, chất lượng các tay cơ có phần được nâng lên. Những cầu thủ mạnh, dày dặn kinh nghiệm đều góp mặt tại giải đấu này.